Thông báo của Hội Ngộ Trùng Dương. Hội Ngộ Trùng Dương chào đón 3.000 người Việt khắp thế giới trên đảo du thuyền Carnival khởi hành vào dịp Halloween thứ 6 ngày 30 tháng 10 năm 2015 tại cảng Long Beach. Đây là chuyến cuối V-Travel tổ chức, nên để tri ân quý khách và tạo cơ hội cho mọi gia đình họp mặt đông đủ người thân, có những ngày thần tiên trên mặt biển. Từ hôm nay, quý vị mua 2 phòng sẽ được tặng 1 phòng. Chương trình này rất giới hạn và sẽ hết bất cứ lúc nào. V-Travel 1855 855 4609.